Buon meta, buon meta. Ok, hello, chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đến với channel Quang Linh Vlog của Châu Phi. Video hôm nay thì đúng là ngày 25, cũng là lễ Giáng sinh. Thì đầu video thì mình gửi lời chúc sức khỏe và cũng như là chúc tất cả mọi người một lễ Giáng sinh thật là ấm áp bên gia đình. Ok, thì mình mới lúc sáng đi ra ngân hàng về, đó là rút tiền để mà thưởng Tết cho anh em trong nhóm team Châu Phi, là bên bộ phận làm YouTube ấy các bạn. Như bên anh Dũng thì có Adianu này, Adianu về quê rồi. Có ai nhỉ? Một anh nữa. Bên anh Đông thì có Mateo đấy, Victory, Domingo, nói chung là rất là nhiều anh em. Cùng đâu đó là 15 người, 15 đến 17 người gì đấy. Thì đây là số tiền thưởng Tết của anh em riêng Angola đây nha cả nhà. Đây là số tiền mà mình đi ra ngân hàng rút lúc sáng. Mỗi khay trắng như này là mỗi người các bạn này. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 người. 25 người là thoải mái luôn. Rồi, bây giờ là anh em là tập hợp với gì ở ngoài rồi. Tại vì mình cũng hẹn với anh em là tầm 15 giờ chiều nay là tất cả mọi người đều có mặt ở nhà đây để mà phát cho mỗi người tiền Giáng sinh này, tiền Noel đấy các bạn, và chung luôn là tiền dương lịch đấy. Tại vì 25 là Noel đấy, 30 là Tết dương lịch bên này, nó có hai cái lễ rất là to và cũng như là cuối năm luôn. Mình muốn là thưởng cho tất cả anh em làm với là anh em trong team đấy, khi mà đứng phụ giúp làm video này. Và nói chung là nếu mà không có anh em ở đây thì đúng thật sự là về cái thành công làm YouTube của anh em mình là cũng như là coi như là cũng một nửa thôi. Anh em bên Angola này làm YouTube thì sẽ đóng góp rất là nhiều cho tất cả các kênh đấy. Tại vì cũng phụ giúp thứ nhất là tiếng bản địa này. Rồi thứ hai là đi bưng cái này, phát cái này, phát cái kia cho người dân. Có mấy anh thì kênh mới thành công được như hôm nay. Đấy, tất cả các kênh luôn, không phải chắc riêng kênh mình. Nên là mình muốn mỗi năm là thưởng cho tất cả các anh một số tiền. Nó không nhiều nhưng mà nó kiểu có cái trách nhiệm với là tất cả mấy anh là mỗi năm đều có một cái sự thành công khác nhau. Đấy, thì mình mong rằng năm nào tất cả mấy anh cũng sẽ cố gắng làm việc đấy, cũng như là anh em Việt Nam và cũng như là anh em người Angola đấy. Rồi bây giờ đi ra ngoài để phát. Khoan nào, bây giờ là đang có một cái máy livestream ở bên nhà, một cái máy livestream bên nhà làm tí điệp cầm nữa nha, cầm cái máy livestream luôn. Dạ phải ra xe ra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Có thêm hai mama giúp việc nữa nha cả nhà. Mình muốn thưởng Tết cho hai mama luôn. Đấy, hai mama được giúp việc luôn giữ những cái sạch sẽ ở trong nhà. Mỗi khi anh em đi làm về quần áo bẩn hay là đồ ăn, bát chén các kiểu thì anh em không có thời gian. Hai mama này cũng đóng góp cho anh em mình rất là nhiều về phần giữ gìn vệ sinh nhà cửa nha cả nhà. Un beso 20 mili. Vera. Un beso 20 mili. E si para festa Natale con mano de novo. Du garoppo. Ya. Hoy bây giờ Pera ya, vô chạm mà lindo, vô chạm mà lindo. Ôi, nhận xong thì tiến thôi.
Đây. Rồi. Đây để tí đẹp cầm đi, đập cầm đi. Cầm nha, rồi. Ra đây đi nó ơi, ra đây nào. Để quay quay màn hình nha, đang live stream bên TikTok. Từ. Trời đang mưa rất là to. Rồi, bây giờ Điệp quay lại hình này. Rồi. Ra đây Linh rồi, ra đây. Đây. Nhanh, tiến. Rồi. Đây là số tiền thưởng Tết cho tất cả những người mà luôn gắn bó với là anh em team Châu Phi. Như hai mama này, hai mama là giúp việc ở nhà anh em đang ở đây. Đấy. Và anh Ni này. Anh Pino, Lindo này. Đít Lạc này. Mateo. Bạt Châu. Ai nhỉ? Joao. Victory. Và anh này là Motorita, là lái xe cho anh em trong team. Và là Matiloi. Beto. Fedi. Lambola. Domingo. Ai nhỉ? Catania. Miguel. Fata Mai. Mario. Mario Van này. Gaia. Boke. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18 người. AC Deñero Group Bonotu Office Natali Kuma Anu De Novo Bara Turu Familia Beso ya. Turu Anu Iwali. Iwali 90 Turu Anu Bara Novo ne. Not Chuvo Office. Kero Beso Tarvalu De Ben No Ficaru Mare Kum Notu. Bố bị xe bệnh, tớ ra bệnh liệu bệnh, để nhé rủ bệnh, dạ? Rồi, bây giờ là... Rồi, đây này. Nó mãi á. Ok. Bố bê ta, dạ? Lino, bố bê ta, dạ? Bofeta, ya? Bofeta, tu. Cerake. Nang còn thiếu là Mario này. Ok. Mario. Ariano. Mario Ariano, đúng không? Mario Ariano, nhá. Gia Dali đồ, nhá. Ok. Ok, Gabin, ok. Gabin này. Trời ơi, lì, nhá. Ok, sao, nhá. Lôi con đấy nha cả nhà. Dạ, tao bỏ. Ok. Xe thủ nhá. Rồi, chào các bạn đây, Linh đó tỉnh ngủ rồi. Linh đó vào đây. Vào đây đi. Qua đây.
có đàn không? Nhưng mà tình ngủ là say chưa? Ô bố bố đây tìm lắm. Đấy, ôi ơi, phản cổ luôn. Thường Tết là anh em vui lắm. Có tiền uống bia rồi. Hôm nay lại say hết rồi. Ok các bạn, thì video này là cũng xin dừng lại nha. Các bạn thấy video này hay và nghĩa thì cho em một like, chia sẻ video và đăng ký kênh Quang Linh Vlog của Trần Châu Phi để ủng hộ em nhé. Chào các bạn.